Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo mới nhất của Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh, mức sống của các gia đình ở quốc gia này có thể sẽ giảm khoảng 7,1% trong vòng 2 năm tới, và đây cũng là mức giảm lớn nhất trong 6 thập kỷ vừa qua. Thậm chí là mức giảm này sẽ xóa sổ sự cải thiện sống tại Anh trong 8 năm với thu nhập của người dân vào cuối năm 2027-2028 vẫn thấp hơn 1% so với mức trước đại dịch Covid-19. Lạm phát và lãi suất thế chấp tăng, giá bất động sản giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng đang tác động đến tài chính của các gia đình Anh. Theo đó, Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh OBR dự báo thu nhập khả dụng thực tế sẽ giảm 4,3% trong năm tài chính 2022-2023, mức giảm lớn nhất kể từ khi số liệu được lưu trữ vào năm 1956-1957 và tiếp tục giảm 2,8% vào năm 2023-2024, mức giảm lớn thứ hai trong lịch sử, nâng tổng mức giảm trong 2 năm lên 7,1%. Những người nghèo thực sự cần được giúp đỡ vì tất cả những gì họ muốn. Những đồ thiết yếu đều đang tăng giá rất nhiều. Tôi có đứa con gái, con bé sử dụng gas và điện, nhưng giờ nó chỉ được lựa chọn một trong hai vì không đủ khả năng chi trả cho cả hai. Cũng theo OBR, các hộ gia đình sẽ cảm thấy tác động ngày càng tăng của các tình trạng thuế không thay đổi, chi phí thế chấp cao và giá bất động sản giảm khoảng 9% trong vòng 2 năm, buộc người dân phải giảm mạnh chi tiêu. Mức sống giảm diễn ra đồng thời với việc chính phủ giảm bớt hỗ trợ hóa đơn năng lượng của các hộ gia đình, cũng như các khoản hỗ trợ một lần cho các hộ gia đình nghèo, dù chính phủ khẳng định cam kết tăng các phúc lợi theo mức tăng lạm phát.